Xin chào các bác, em là Hà Thương ở bên Đồng Mỹ Nghệ Đông Sơn ạ. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác là một bộ tam dự đỉnh nến có cái chiều cao là 65 cm. Bộ này là bộ cao cấp của nhà em. Và tại sao em lại nói cao cấp ạ? Bởi vì là đây được làm từ đồng cắt tút, 100% là đồng cắt tút nha các bác. Nó cao cấp hơn cả bộ đồng đỏ hôm qua, hôm rồi em vừa mới giới thiệu cho các bác. Đấy, bởi vì là bộ này là được làm hoàn toàn từ thủ công nha. Đồng đỏ cũng được làm hoàn toàn từ thủ công, nhưng mà chất liệu đồng đồng cắt tút này rất là khan hiếm. Khan hiếm hơn đồng đỏ. Và cân nặng của đồng cắt tút cũng cao hơn đồng đồng à, trọng lượng của đồng cắt tút cũng cao hơn đồng đỏ nha các bác. Cho nên là bác nào đã ưng bộ này rồi ấy thì nhắn tin cho em, và em có báo giá cao hơn một chút thì các bác cũng đừng có thắc mắc nha. Đây, họa tiết song long trầu mặt nguyệt đấy ạ. Tất cả những cái đường vân hay là những cái vẫy rồng hay là đầu rồng đều được chạm khắc từ tay của các nghệ nhân nha. Các nghệ nhân là thả hồn vào đây để chạm khắc cho các bác. Và năm chữ là phúc lộc thọ khang ninh, đọc từ phải qua trái nha các bác. Được chưa ạ? Đấy. Các bác nhìn lên con nghê này, con nghê vần cầu có cái sự khác so với bộ đồng đó em đã giới thiệu đúng không ạ? Và cái chân nghê được đúc liền nhá. Nắp nghê đây là đều được đúc liền, và cái họa tiết trên con nghê đều được chạm khắc từ tay của các nghệ nhân đấy ạ. Các bác thấy không ạ? Đây em show cho các bác xem cái tay mây này. Rất là đẹp luôn ạ. Và đây là màu đồng mộc. Đấy. Mà riêng cái màu cắt tốt này, cái đồng cắt tốt này có cái màu đồng mộc nó đẹp như thế này nha các bác. Nhìn nó đơn giản, giản dị nhưng mà vẫn sang trọng và làm sáng lên cái gian thờ của nhà mình đấy ạ. Còn cặp chân nến thì sao ạ? Đây là nến khách hàng là yêu cầu là nến trơn, cho nên nhà em không có chạm khắc hình rồng phượng lên được. Nhưng mà nếu các bác thích ấy, thì nhà em vẫn có thể là chạm khắc rồng phượng lên cho các bác nha. Đây là chạm chìm, sẽ là chạm chìm để không thể nào mà chạm nổi được giống như đồng vàng nha. Đấy, chân nến như thế này này. Đẹp chưa? Và bác nào đã thích cái bộ đồng cắt tốt này thì có thể là để lại số điện thoại ở dưới cho em sẽ liên hệ cho các bác. Hoặc là các bác liên hệ hotline cho em là 0911 740 569 để nhận được cái sự tư vấn của em. Và em sẽ hỗ trợ cho các bác làm sao để có thể là kiếm được một bộ đỉnh phù hợp với lại gian thờ nhà mình nha các bác. Dạ, em xin phép cảm ơn các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em nha.